Coi chừng bị đòn đó. Sao? Một tiểu thư thiên kim, kiêu kỳ xinh đẹp, đa tài. Cô không chỉ còi thôi. Một cô bé phụng giản dị, đam mê nấu bún bò. Nếu như bây giờ á, con lấy được cái hộp về cho bà cố á, bà cố phải cho con biết mọi bí mật về bún bò nha. Ước mơ lớn nhất của em á là làm ra một loại bún bò thật là ngon. Hai cô gái cùng tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen, nhưng mục đích hoàn toàn khác nhau. Em muốn trở thành một nghệ sĩ lớn, một người được công chúng hâm mộ. Hài hước, vui nhộn, tiểu thư vào bếp thêm một góc nhìn chân thực trong cuộc sống. Bộ phim đề cao giá trị gia đình, đồng thời mang đến thông điệp hãy để các em sống với đúng ước mơ của chính mình. 32 tập phim Việt Nam Tiểu Thư Vào Bếp được phát sóng lúc 13 giờ 5 phút hàng ngày trên sóng NTV, bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Mời quý khán giả đón xem.